Xin chào các anh em, mình là Leo và thật vui khi được gặp lại các anh em. Trong nội dung hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về thông tin mới, thời gian ra mắt của banner trong cái phiên bản 1.7. Sau đó là nội dung những cái thay đổi lớn của La Hoàng Tâm Cảnh trong mùa tiếp theo. Có phải là lúc MiHoYo tăng cường độ khó của game lên một cái tầm cao mới? Và cuối cùng sẽ là thực hư cái chuyện có phải là MiHoYo đang cạn dần ý tưởng cho những cái nhân vật mới? Nhưng mà đầu tiên mình muốn làm rõ một tí về cái nội dung Ayaka với lại cái bộ kỹ năng làm lại của mình. Thứ nhất đó chính là Thiên Phú Cố Định 2, sau khi mà kiểm tra lại cái mạng tiếng Trung thì nó đã có một cái sự thay đổi. Sau khi mà các anh em sử dụng xung kích dòng chạy ảo, các anh em trồi lên thì thay vì tăng 10% sát thương Autobahn thì hiện tại nó đã được điều chỉnh lại một lần nữa, đó chính là tăng 18% sát thương Autobahn rồi, chứ không còn là 10% nữa. Điều thứ hai đó chính là Thiên Phú Cố Định 1 của Ayaka, đó chính là sau khi mà sử dụng kỹ năng nguyên tố thì nó sẽ tăng 30% sát thương tấn công thường và trọng kích. Nhưng mà đáng tiếc là cái thời gian tăng nó chỉ là 6 giây mà thôi. Trong khi đó thời gian cooldown của kỹ năng nguyên tố là 10 giây. Vì vậy cho nên nếu như mà muốn có khả năng liên tục nhận được cái buff tăng sát thương mà 30% sát thương tấn công thường và trọng kích này thì các anh em cần phải có cung mệnh 1 của Ayaka. Nó làm giảm cái thời gian cooldown của kỹ năng nguyên tố. Nếu như mà có thể đạt được cái trạng thái tối ưu thì nó có thể giảm từ 2 đến 3 giây thời gian cooldown của kỹ năng nguyên tố. Như vậy là cooldown kỹ năng nguyên tố lúc này chỉ còn lại là 7 giây. Và cái thời gian buff của nó là 6 giây thì thực sự rất là tối ưu đối với là Ayaka. Và mặc dù là cung mệnh 1 rất là cần thiết và rất là mạnh, nhưng mà đối với mình thì mình vẫn đề xuất các anh em là không nên đầu tư vào cung mệnh 1. Tại vì chúng ta có rất nhiều những cái nhân vật, những cái ẩn số ở trong phiên bản tiếp theo. Và mình nghĩ rằng đối với là Ayaka chỉ cung mệnh 0 là đủ rồi. Và điều cuối cùng, kỹ năng nộ của Yomiya nó tương đối là hơi giống với là kỹ năng nguyên tố của Apido. Nó chỉ kích hoạt mỗi 2 giây một lần. Thì nếu như mà kết hợp thì có nhiều khả năng cao nó sẽ là hỏa đánh vào băng. Và nó sẽ nhân gấp đôi sát thương cái đòn nổ pháo hoa của Yomiya. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải chờ ra mắt để mà kiểm tra lại cái mức độ kết hợp này. Mình nghĩ rằng là cũng tương đối mạnh. Tuy nhiên là có tối ưu, có tuyệt đối hay không thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Còn cái thông tin về banner của phiên bản 1.7 thì hiện tại theo cái thông tin của Lumin, một trong những cái leaker khá là uy tín hiện tại, thì banner của Ayaka nó sẽ tới trước vào ngày 21 tháng 7. Những cái nhân vật 4 sao đi kèm và banner vũ khí thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng mà cái khả năng cao thì banner vũ khí nó sẽ đi kèm với lại thanh kiếm trấn của Ayaka. Và sau đó thì nó sẽ là cái banner của Yomiya đi kèm với lại Sayu. Wow, và cái điều này thực sự là có thể nó làm thay đổi chiến thuật của một số anh em ở đây. Và như vậy là chưa đến một tháng nữa thôi thì banner Ayaka sẽ cập bến. Các anh em đang mong chờ Ayaka có háo hức không nào? Và mình nhậm tính là từ bây giờ tới đó, nếu như mà các anh em tiết kiệm, các anh em để dành thì có lẽ là các anh em sẽ kiếm được khoảng chừng 70 vé đó. Và với 70 vé thì có lẽ là chúng ta đã được một lần cơ hội chơi 50-50 với lại cái banner của Ayaka rồi đúng không nào? Với một cái game gacha thì 50-50 đó chính là một cái tỷ lệ thành công rất là cao. Sau đó thì La Hoàng Tâm Cảnh mùa sau phiên bản 1.7 đã có một cái sự thay đổi rất là lớn. Nó không phải là một sự điều chỉnh giống như là những cái phiên bản trước, mà lần này nó gần như là kiểu được làm mới lại là hoàn toàn. Có rất nhiều những con quái mới từ Inazuma ngay cái phiên bản 1.7 đã được cập bến ngay vào trong La Hoàng Tâm Cảnh. Và đúng như là mình dự đoán trước đây, sau cái phiên bản 1.7 thì Mago Kenki đã được mang vào trong La Hoàng Tâm Cảnh. Và đồng thời chúng ta cũng có sự xuất hiện mới của hỏa nguyên bản. Và mình thực sự rất là thích thú với cái sự thay đổi này. Có vẻ như là chúng ta cần phải làm quen lại với La Hoàng Tâm Cảnh một lần nữa. Và ở phòng cuối cùng, phòng 3 tầng 12, chúng ta phải đụng độ với lại 4 dạng thủ vệ di tích. Chúng ta chưa rõ ràng về cái mức độ khó của nó như thế nào, nhưng mà có vẻ như là cái mức độ đánh đả tay ở cái tầng này sẽ là rất lớn. Ngoài ra thì cái buff với là cái debuff ở trong cái tầng 12 lúc này nó cũng khá là khó chịu. Nó sẽ có hai dạng môi trường. Môi trường thủy triều cao thì nó sẽ tăng cường cái khả năng nạp của chúng ta, và môi trường thủy triều thấp thì khi đánh kỹ năng nguyên tố thì nó sẽ không hồi năng lượng. Ok, điều này thực sự là mình rất là hào hứng. Tại vì cứ mỗi cái La Hoàng mới giống như là cái trận pháp mà MiHoYo xây dựng ra để thử thách chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật mà chúng ta có để mà chúng ta giải nó. Và việc vượt qua thử thách luôn làm cho con người chúng ta cảm thấy phấn khích, đúng không nào các anh em? Và nội dung cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về có phải là Genshin Impact đang cạn dần ý tưởng cho các nhân vật độc đáo mới lạ theo như là thông tin của các tờ báo đang đưa tin hay không. Thì theo như những cái tờ báo này chia sẻ thì gần đây những cái nhân vật như là Yuler, Yanfei, Kayuha thì có cái model rất là giống với lại những cái nhân vật cũ trước đó. Ví dụ như là Kayuha thì trông có vẻ giống với là Ether, còn Yomiya thì trông giống như là Lumin. Ngoài ra thì Yuler nó cũng có nét nào đó giống với lại Jin. Thì nhiều người cho rằng MiHoYo đã cạn ý tưởng nguyên gốc cho nhân vật của mình. Nhưng đây không phải là vấn đề mới mẻ ở trong vũ trụ của game. Và trước đây thì MiHoYo cũng đã sử dụng những cái nhân vật ở trong Honkai Impact để mà tạo hình cho một số nhân vật của mình ở bên Genshin Impact. Và bài báo kết luận rằng
Có lẽ là Miyazaki đã lười biếng trong việc sáng tạo ra những cái nhân vật mới mẻ và độc đáo. Thì đầu tiên theo mình nghĩ rằng là cái điều này nó cũng có một vài ý đúng ở trong đó, chứ không phải là hoàn toàn không có ý đúng. Đầu tiên đó chính là cái việc sử dụng những cái model của những cái nhân vật bên Honkai Impact để tạo ra những cái nhân vật bên Genshin Impact. Tại vì đây là những cái nhân vật đã được đảm bảo rằng chúng ta rất là yêu thích, thì qua đây thì chúng ta lại càng yêu thích hơn mà thôi. Mình nhớ tới một cái câu đó chính là nếu như mà chúng ta đang làm rất tốt thì chúng ta không có việc gì phải thay đổi cả. Thì cái việc mà sử dụng lại những cái tạo hình của một cái game đang làm rất tốt thì mình nghĩ rằng không có vấn đề gì cả. Và thật sự là không cần thiết phải thay đổi, tại vì nếu như mà thay đổi thì chưa chắc đã được yêu quý giống như vậy đâu nha. Tiếp theo, nếu như mà các anh em để ý thì tất cả những cái nhân vật ở trong Genshin Impact đều được tạo hình rất là đẹp. Có vẻ như là nó không giống như là những cái game khác mình chơi, tạo hình nó rất là phong phú và nó thậm chí là nó sẽ tạo ra những cái nhân vật cực kỳ xấu xí, hầm hố hoặc là... Thì đây, Genshin Impact đang sử dụng một cái phương án cực kỳ an toàn cho mình là tất cả các nhân vật đều xinh đẹp và hoàn mỹ. Và từ việc là sử dụng các nhân vật model xinh đẹp và hoàn mỹ, nó dẫn tới là có một số nhân vật nó lại có những cái nét tương đồng với nhau, mà để phân biệt với nhau thì nó chỉ còn dựa vào cốt truyện, voi lồng tiếng, rồi tính cách của cái nhân vật đó, cũng như là những cái hoạt cảnh, rồi vũ khí, cũng như là cái trang phục. Tuy nhiên, nếu như có anh em nào ở đây, các anh em quan sát xem những cái nội dung ở cái vùng đất mới Lôi Thần Inazuma, thì các anh em sẽ thấy rằng những cái tạo hình của những con quái vật hay là những con boss mới, ví dụ như là Mago Genki, nó với 18 kỹ năng tấn công khác nhau, thì các anh em hoàn toàn có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái thiết kế độc đáo đang nảy sinh ở trong miHoYo. Thì có vẻ như là cái việc tạo ra những cái nhân vật mà có cái model giống với lại những cái nhân vật trước đó, đó chính là một cái bước đi an toàn của miHoYo về doanh thu, chứ không phải là bởi vì miHoYo càng ý tưởng. Và mình cũng muốn chia sẻ với các anh em để các anh em an tâm, đó chính là miHoYo hiện tại là đang thường xuyên tạo ra những cái cuộc thi về tạo hình những cái nhân vật mới, cũng như là liên tục lắng nghe những cái đề xuất của chúng ta. Ngoài ra thì tại quê nhà, miHoYo còn mở ra một cái trung tâm thu thập ý tưởng về Genshin Impact, mà nếu như mà ai có những cái ý tưởng độc đáo được sử dụng thì sẽ được những cái phần thưởng trị giá, ví dụ như là điện thoại hoặc là những cái vật phẩm rất là giá trị. Và việc thu thập ý tưởng của người chơi cũng như là lắng nghe người chơi một cách triệt để của miHoYo, nó sẽ chính là cái nơi để mà thu thập những cái ý tưởng độc đáo đến từ người chơi, chứ không phải là một nơi có khả năng cạn ý tưởng giống như là những cái bài viết đã chia sẻ. Và hiện tại thì chúng ta chỉ mới khám phá được có một cái phần nhỏ của cái lục địa Tevas. Điển hình ở đây chính là 2 trên 7 vùng đất. Vì vậy cho nên là có lẽ còn rất nhiều những cái nội dung, những cái ý tưởng độc đáo khác mà miHoYo đang giữ dành cho riêng mình. Và có lẽ là chúng ta sẽ được nhìn thấy những cái điều đó trong tương lai. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ không cần quan tâm những cái điều này. Tại vì sao? Tại vì sắp tới đây, chỉ trong vòng chưa đến một tháng nữa thôi, phiên bản cập nhật lớn cập bến. Và họ thực sự là không đùa với chúng ta. Đây là một cái cập nhật rất là lớn với một cái vùng đất mới, rất nhiều những cái nội dung mới, kẻ thù mới. Và mình nghĩ rằng có vẻ như là chúng ta đang chuẩn bị tới một cái mốc, một cái giai đoạn tiếp theo của Genshin Impact. Và mình thực sự rất là háo hức cho cái điều này. Còn các anh em nghĩ sao về những cái điều trên? Hãy cùng bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video sau.